Hello cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lily sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn đi review cái nhà hàng điểm sắm này rất là ngon, gọi là Tian Tian Seafood and Grill. Cái nhà hàng này thì Lily đã ăn nhiều lần với gia đình rồi. Lần nào ăn thì cũng rất là ngon, nó rất là consistent. Có nhiều điểm sắm Lily ăn thử rồi, có ngày thì ngon, có ngày thì dở. Nhưng mà chỗ này, nhà hàng này á, thì mình ăn, lần nào mình ăn mình thấy cũng ngon hết. Mà ba mẹ mình ở tiểu bang khác qua thăm mới có 10 ngày thôi, mà lần này là ăn lần thứ tư rồi đó. Cho nên là Lily mới làm cái review cho cô bác, anh chị và các bạn biết. Nếu mà có tới Orlando chơi thì có thể tới đây ăn điểm sắm, rất là ngon. Ngày nào ăn, lần nào ăn thấy cũng ngon hết trơn á. Cái chỗ này cũng rất là tiện, là cái khu này là khu tàu trên đường Colonial. Là Lily có làm nhiều cái video nói về khu Á Đông, khu Việt Nam, thì chỉ trên con đường này mà thôi, mình chạy tới hướng West chỗ đường Colonial là mình sẽ tới cái điểm sắm này. Thì cái ngoài cái nhà hàng điểm sắm này ra thì ở đây nó cũng có là chợ nè, có chợ tàu rất là lớn, có nhiều đồ fresh seafood đồ luôn, và nguyên cái plaza thì cũng có đủ thứ hết, có hot pot của tàu bên bển luôn đó, cho nên là cũng có nhiều thứ lắm. Còn chỗ này thì mình muốn đi khu Việt Nam là hay là tiệm hay là khu tàu Chinatown hoặc là khu của Hàn Quốc thì mình chạy ngược lại là hướng East thì mình sẽ tới những cái khu đó. Ok, bây giờ Lily sẽ đi vô trong với gia đình và sẽ review tiệm nhà hàng điểm sắm này cho các cô chú anh chị và các bạn biết nhé. Mới vô thì mình thấy không gian rất là mở, rất là rộng rãi ở trong nhà hàng. Đây là ngày thường cũng có xe đẩy nè, điểm sắm xe đẩy. Rồi bây giờ gia đình mình kêu được mấy món rồi đây. Yummy. Xíu mại ngon lắm, xíu mại đây ngon lắm. Yummy. Đây thì người ta có bán cá, tôm hùm, cua, mình có thể chọn. Có lươn nữa nè, thì người ta sẽ nấu cho mình. Rồi thế quay đây. Hi. Hi. Rồi giờ mình thử bánh bao xíu xá xíu hả, bánh bao xá xíu. Ăn thử coi ngon không? Ngon. Ngon. Rồi giờ mình sẽ ăn thử xíu mại. Xíu mại đây rất là ngon. Lần nào ăn cũng phải ăn xíu mại hết. Rất là ngon. Chấm với ớt với nước tương. Ngon. Ngon. Really good. Rất ngon. Dạ.
một dĩa lobster. Lobster này là bắt từ trong cái hồ. Hồi nãy đó bắt từ trong hồ ra xào cho mình. Thử cái miếng lobster nha. Nóng. Ngon. Vừa ăn. Rất vừa ăn ngon. Rồi, thử rồi con. Quay luôn đi, sẵn quay luôn đi. Nó ăn nổi không? Nó có đậu kìa. Thôi, ăn nổi. Đậu không? Thôi. Ok. Ăn cái tà hủ kia, tà hủ kia á. Không có. Cái đậu kia. Tà hủ kia. Có thịt chậm. Tà hủ kia, ngon lắm. Quay vòng tròn đẹp mà. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Cái điểm sắm này là mình recommend cho mọi người tới nha. Mình sẽ để địa chỉ lại dưới description nha. Ok, hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Bye bye. Hello cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ gia đình mình đã tới Florida Mall. Mình sẽ review cái Florida Mall này cho mọi người xem nha. Ở đây thì có Millennium Mall, thì có đủ thứ hiệu hết. Hiệu Chanel, hiệu gì cũng có hết. Florida Mall thì không có hiệu Chanel hay là LV, Gucci, nhưng mà cũng có rất là nhiều hiệu khác. Bây giờ mình đi tham quan cái Florida Mall nha. Đi, let's go. No, indoor. Nhìn nó có mấy cái cửa hàng này nó ở ngoài trời. Zara là lớn ha. Zara là lớn nè. Bây giờ mình vô Zara. Này là bên đàn bà. Rồi bên kia, phía bên kia là con nít với lại đàn ông. Có hai tầng lầu. Cái hiệu này mình bữa hỏi mình đi với Lucy đó nhớ không mẹ? Trong Disney Spring á. Hiệu Zara. Phía bên kia là đàn ông với lại nít. Bên đây nè, cái bên nè. Trên lầu con không biết, con thấy cái bên nè. Hay đàn bà. Đàn ông nít bên kia. Đồ Zara cũng đẹp á. Không mắc lắm. Trung bình. Đàn ông bên kia kìa, thấy đây là đàn ông với nít bên đó. Cái trước khi mình tới cái cửa này, cửa kia. Ồ, bên phòng kia. À hả? Bự ghê ha. Trên lầu không biết là cái nào. Ủa, qua đây nè, qua đây được nè bác. Đàn ông kìa. Đó, cái cửa cái đây là qua đàn ông nè. Đó. Đàn ông kìa mà. Đồ này cái size nó hơi nhỏ nhỏ chút xíu nha, cho những người ở mốm á. Cho nên mua là phải mua size lớn hơn không?
Zara Kids của con nít. Zara nít là ở trên lầu. Quá trời luôn nè. Nhiều hơn trong Disney Springs á, quấn nít á. Hai ha. Oh wow, it's a lot. It's big. Remember the holiday? If it's on the holiday, then you have to agree. Or not, you would die. Quá trời luôn nè. Zara của nít quá trời luôn. Young clothes. This is for like teenagers. Don't let it go anyway.